Hello mọi người, bây giờ là Huy đã chuẩn bị xong trang phục rồi. Mọi thứ nhìn ok không mọi người? Bây giờ theo chân Huy nha, bây giờ Huy sẽ đi làm phục vụ vào một ngày tại Buda Trang. Mời mọi người cùng theo chân Huy. Mời các bạn cùng Huy vào không gian ẩm thực tại nhà hàng Buda Chay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Bây giờ là Huy mới vào nghề làm phục vụ một đêm một buổi một ngày tại Buda Chay của Huy Nhung. Bây giờ mọi người hãy theo chung Huy nha. Bây giờ Huy sẽ bí mật để thay đồ và đi làm phục vụ một ngày tại Buda Chay số 31 đường Đặng Tất, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cùng quận 1 nha mọi người. Bây giờ mình Huy sẽ đi thay cái đồ này để bắt đầu làm phục vụ xem sao nha, để coi thứ ai nhận ra không. Với lại Huy sẽ lấy những cái order cho khách, rồi tính tiền nè, rồi dọn dẹp nè, lau bàn nè. Bây giờ mọi người ha, chờ Huy nha. Bây giờ là mình phải đội bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm, là chúng ta phải đội lên. Mình phải cột lại. Rồi, bây giờ mình ra trước nha mọi người nha. Mọi người theo chân Huy nha. Hello mọi người thấy đâu? Một tại nhà hàng Buda Chay. Rất đông mọi người đang chờ đợi để lấy cái bàn. Mọi người hãy nhìn vào bên trong đi. Phía sau cái like quá trời hả mọi người ha. 31 đang tất. Đó. Nhìn thấy không? Giờ đã rất đông rồi, cho nên là hy vọng mọi người sẽ luôn ăn chay vào những ngày mùa nhé, ngày
rằm, và có thể nếu mà ăn luôn thì hãy ăn luôn cả tháng, cả năm và ăn đầy tiền các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi coi mọi người sẽ kết like như thế nào nhé. Hello mọi người, bây giờ là Huy đã chuẩn bị xong trang phục rồi. Mọi thứ nhìn ok không mọi người? Bây giờ theo chân Huy nha, bây giờ Huy sẽ đi làm phục vụ vào một ngày tại Bù Đà Trang. Mời mọi người cùng theo chân Huy đi vào bên trong nha. Cái này là rất là thanh tịnh đó mọi người, cho nên là mọi người hãy cùng Huy đi vào bên trong. Ở phía trước này á, là khu để trưng bày cái hình ảnh của Nhung để mọi người tới có thể chụp hình giống như là quay phim hay là ghi lại những kỷ niệm với Nhung. Hoa được trang trí vào mỗi khi mà héo là hình như là 4-5 ngày, 5-6 ngày gì đó héo là sẽ trang trí lại. Cho nên là được trang trí lại hôm qua là mọi người có cái video không, Huy bé đẹp các con của Nhung đã trang trí cái hoa này lại rồi cho đúng ngày đó. Bây giờ mình theo chân Huy vào, đi vào bên trong nhé. Rồi sao quá Nika, quá đẹp trai luôn á. Ở đây hôm nay mình sẽ làm một ngày để làm phục vụ. Cái này là biên tính tiền nè, cái này là menu dành cho khách nè. Bây giờ Huy sẽ phục vụ ở lầu số 2. Lầu 2 ha, lầu 1 đi. Rồi mình sẽ lên lầu 1 nha mọi người. Hai, đây là cô kế toán xinh đẹp. Đây là khu vực dành cho khách, dành cho là thức làm các loại gia vị đó mọi người. Rồi muỗng đũa rồi đó. Thì mình sẽ đi lên lầu nhé. Hello. Chào. Nhân viên mới. Mới muốn làm giờ lấy tiền hồi nào vậy, lương nhiêu vậy chứ báo chưa không lấy lương ok mình sẽ phục vụ ở trong này cũng rất là đông hả mọi người ha. Thôi mình làm ở phía bên này đi để cho này là khu vực làm nước sốt nè, làm nước uống nè. Đó. Bây giờ sẽ tiếp tục thì mình sẽ bưng nước đi. Dạ, toilet ở dưới lên lầu. Toilet đâu con? Ồ đây này cô, đây này cô. Ly nước này ở đâu đây? Suy nghĩ. Thật sự là đông quá mình không có thể nào mà tiếp thu kịp hết á. Cho nên sẽ chờ một chút đi. Dạ cho mấy order nè. Hủ tiếu xào mềm. Mình có hủ tiếu xào cẩm, mì xào mềm. Con nha. Dạ hủ tiếu xào cẩm. Hủ tiếu xào cẩm. Dạ. Rồi. Canh buồn không có canh ngót, mình không có, bên đây mình không có canh ngót, có canh chua, canh rong biển, canh rong biển. À, canh son mình cũng không có, con bên đây nghĩ rằng mình gom món lại bớt chất đo như không có, không có canh chua, canh rong biển, canh củ sen đậu đỏ. À, các bạn đợi canh chua đi, canh chua nó dễ ăn rồi rồi. Canh củ sen hả? Không chị, canh củ sen đậu đỏ. Có cái gỏi củ dừa cũng ngon, đây cũng ngon. Đậu hũ kho nấm. Dạ, đậu hũ kho nấm. Cái này là tàu cu. Con ơi, cái này là cái gì con? Tàu cu. Đậu hũ hoàng kim. Cái đó là đậu hũ mặn đào. Dạ. Mặn đào hả? Vậy một cái này em cái này nó hơi ngọt chút xíu cho nó béo ha. Dạ. Có cái rau gì luộc không? Rau luộc chấm kho quẹt đi chị không? Đúng không? À còn rau gì? Có
đi. Dạ. À, có nước mát là rồi có dessert em có đậu hũ với lại chè bưởi. À, nước uống thì nước uống con. Có nước sâm, nước ép, trà đậu cam xả sẽ chanh hạt kia. Chanh hạt kia. Em có nước sâm. Sâm. Dạ, nó có đường không? Dạ, nó có đường nấu như lâu. Nó không có ngọt lắm. Xong rồi mọi người. Dạ, đang đổi bàn á. Đang đổi bàn. Mới vừa order xong rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục đi Thôi tiền T3. T3. Cho thối tiền à. Anh cần gì ạ? Dạ. Chè bưởi á. Dạ. Hay một ly thôi. Dạ. Cho tên một ly chè bưởi. Dạ. Cho đồ cho đó. Dạ, đang chờ. Tên một ly chè bưởi con. Tên 1. Ờ. Rồi ok. Tên một ly chè bưởi con. Một ly chè bưởi. À, dạ. Bây giờ mình sẽ đi dọn bàn. Dạ. À, hồi nãy ra order chờ chứ. Hồi nãy con order trên đó chuyển xuống đó con. À mới nói hả? Rồi order mới luôn đi anh. Ừ. Cực quá không mọi người ha. 4 cái miếng lót 4 cái hả con? 4 cái miếng lót với 4 cái muỗng muỗng nghĩa hả? 4 miếng lót. Đưa cậu, mẹ cho đó phải không? Dạ, chỗ 3. Dạ, order lại. Cơm cháy sợi đen, cơm cháy sốt nắm. Mình có chả giò bún ha, với chả giò trái cây. Dạ, bún ha. Bún đá. Cho nước đi. Ủa. Bạn số mấy vậy? Bên đây nè cậu. Bên đây hả? Cậu ơi để. Cậu cũng không quá. Ờ. Cậu đi đúng rồi bên kia. 13 hả? Với bằng 16 hả? Nước sôi. Bàn 13 với bàn 16. Hai cái giống nhau luôn hả? Người hồi nãy giờ Huy đã làm hoàn thành nhiệm vụ của công việc là mình làm một người phục vụ rồi. Hôm nay có chị bạn Mimi nè, ca sĩ Quế Tuấn Du đến cùng ủng hộ và ăn chay ngày mùng 1, cho nên là ngồi lại tâm sự với bạn một chút xíu. Đây,
Nãy giờ thì ăn những món gì rồi? Hôm nay đông khách quá đông luôn mọi người, Lâm không thể chịu nổi. Nhà mình cũng tâm tất á, nói chung là thứ nhất là món ăn ngon, nhưng mà mình nói sự thật, nếu không ngon dù cho cái thân mình cũng không tới, đúng không vậy? Đó là sự thật. Điều thứ hai nữa là người ta đến thì người ta tìm một cái cảm giác của người nghệ sĩ mà người ta yêu thích. Và điều thứ ba là hôm nay mình đi mình quên hết đường xá, mình chạy vòng vòng những cái đường quá nha. Đó là gì? Dấu hiệu của ba mũi vaccine và bị mắc covid hai lần. Không hình dung ra được cái vị trí này luôn, mà trước đây đến đây nhiều lần rồi. Đến rất nhiều lần, lần này cũng đến nhưng mà phải đi 3 vòng rồi mới tới đây. Rõ ràng Covid, bị mắc Covid và chất vaccine nó ảnh hưởng đến thần kinh mình cực kỳ luôn. Bí mật là sự thật là vậy. Cái đầu bây giờ chủ yếu là để dành nhớ bài hát thôi, dành những chuyện khác bỏ qua mình quên. Không nhớ gì luôn á, không nhớ người khác luôn. Ai gọi mình thì mình nhớ, ám gọi là mình quên người khác luôn. Đó là bây giờ lớn nhất khi bị mắc Covid đó mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ ăn thôi. Ăn hai dĩa nha mọi người. Này là món đậu hũ hoàng kim. Cái đậu hũ non ở trong nó mềm. Gì đó thì cúc luôn. Thì cúc. Này cái đúng tên này biết bao nhiêu cái gì tùng luôn. Thì vẫn nhớ mà, ba mũi không sao. Nãy có cái gì tùng xong mới hớ cái gì cúc. Bây giờ bác sĩ mới gọi kêu chích ba chích mũi thứ tư. Thôi chết đi, đi chết đi cho nó an toàn. Bây giờ mình đang ăn chay thanh tịnh cho nên mình sẽ muốn heo thì hoài, sống lâu hoài cho nên là bây giờ mình phải thường xuyên đến ăn chay với mọi người. Ủa, sống chi mà mất trí nhớ, sống chi nữa. Để thôi, muốn chết. Vậy là muốn chết rồi. Ủa, mất trí nhớ thì có mọi người. Nhớ giờ chỉ nhớ đúng là lên sân khấu hát và nói cái gì thôi. Ngoài ra là không còn nhớ cái gì nữa. Quần áo á, bây giờ để đâu cũng nhớ luôn. Mua xong cái đâu cũng nhớ thì không nhớ mà. Ok. Giờ chỉ nhớ là không có tiêu mình cũng vậy. Hết nổi, chạy hết nổi. Hay ra đi ngồi.